cái món nhà nghèo mà cho dù năm tháng thiếu thốn đã qua đi thì chắc hẳn ai lớn lên ở quê cũng khó mà quên cho được. Trải qua bao năm tháng đến nay đã đủ đầy vật chất, những món nhà nghèo năm ấy lại trở thành thứ quà xa xỉ, hiếm có khó tìm. Bạn thân mến, thời gian trôi qua, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng có những lần phải sống xa nhà, xa quê. Những lúc đi xa ấy, điều khiến tôi nhớ nhất là những bữa cơm quê quay quần bên chiếc bàn gỗ, có cà pháo, mắm tôm hay dĩa rau luộc. Nhớ ngày ấy, mẹ tôi lay hoay trong bếp, còn ba thì tất bật ngoài vườn. Bữa cơm ngày đó không có bóng dáng của Sơn Hào Hải Vị, nhưng chẳng hiểu sao nó ngon một cách lạ lùng. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chia.